Các bạn nha. À, hôm nay mình có rất là nhiều đồ chơi muốn giới thiệu tới tất cả các bạn đây. Wow, rất rất là nhiều nha. Wow. Mà những món đồ chơi này của mình đã bị dính màu hết rồi nè các bạn ơi. Ha, các bạn có thắc mắc những món đồ chơi này là gì không? Bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha. Let's go. Ta-da. Mình đã có một cái rổ nè các bạn ơi. Mình sẽ nhặt hết ở đây, bỏ vào đây nha. Let's go. Bỏ hết vào đây, sau đó mình sẽ đem đi rửa. À, các bạn có tò mò là những món đồ chơi này là cái gì không? À, tí nữa mình rửa các bạn sẽ biết nha. Bây giờ mình sẽ bỏ hết những món đồ chơi này của mình vào trong rổ nha. À, rất là nhiều đồ chơi. Cái này có vẻ như là một cái xe này các bạn. À, nhưng mà không biết nó là xe gì hết. Một cái gì đó rất là to. Rồi để xem. Còn nhiều lắm nha. Đẹp không các bạn ơi? Rồi, vẫn còn nhiều quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ bỏ hết vào đây. Một món đồ chơi to hơn cả cái rổ của mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha. Let's go. Ta-da. Mình đã có một cái thau nước này các bạn ơi. Một thau nước màu hồng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bỏ hết đồ chơi đây. Bỏ vào đây nha. Rất là nhiều đồ chơi. Bỏ hết cái rổ vào luôn. Let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ xem trong này có những món đồ chơi nào nha các bạn ơi. Cũng được rồi nha. Món đầu tiên, một con voi. Nó vẫn còn vĩnh màu này các bạn ơi. Mình sẽ rửa thật sạch nha. Đúng là một con voi rồi các bạn ơi. Nó có cái ngà rất đẹp nha. Bạn có muốn sưu tầm những món đồ chơi giống như mình không? Nhiều lắm nha. Oh my god, một con gấu trúc. Đúng rồi các bạn ơi, đây là con gấu trúc nè. Mình sẽ bỏ đây nha. Thau nước của mình có màu đỏ luôn rồi nè các bạn ơi. Tiếp theo. Một con ngựa vằn các bạn ơi. Oh my god. Mình sẽ bỏ đây nha. Các bạn có đoán được cái món đồ chơi gì không các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ rửa thật sạch nha. Oh my god, một con megalodon. Các bạn nhìn thấy hàm răng của nó không? Bỏ ở đây luôn. Đây, mình có một cái xe. Đem xem nó là xe gì các bạn ơi. Thì ra đây là một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Nó đang cười nè các bạn ơi. Mình sẽ xịt nước ở đây này. Đó. Rồi, sẽ bỏ đi luôn. Gì đây các bạn ơi? Rồi, thật sắc nào. Một con gấu bắc cực màu trắng. Một bộ lông rất là đẹp nha. Để đây luôn. Rồi, để xem mình còn món đồ chơi gì nữa không.
thì ra đây là một con hà mã. Cái bộ hàm răng của nó đây các bạn ơi, miệng há rất to nha. Oh my god. Rồi, để xem. Cái gì nè các bạn ơi. Rất là to. Một con Olosaurus. Cái miệng đó nè các bạn ơi. Rồi, bỏ đây luôn. Oh my god, có cái gì nè các bạn ơi. Rất là to. Một con Indominus Rex. Đẹp không các bạn ơi, há miệng ạ. Các bạn có thích những món đồ chơi như vậy không? Mình rất là thích những món đồ chơi như vậy nha. Để xem món tiếp theo sẽ là gì đây. Một con King Kong màu đen, mắt đỏ. Bỏ đây luôn. Rồi tiếp tục. Mình còn rất nhiều nha. Haha, Chamsosaurus. Rồi mình sẽ để ở đây luôn. Cái gì đây các bạn ơi. Dimetrodon, đúng rồi. Các bạn nhìn thấy chưa, rất là đẹp nha. Đây, mình để đây. Tìm kiếm nào. Có một cái xe. Một chiếc xe đổ đất các bạn ơi. Nó có giá 25.000 luôn đó các bạn ơi. Đấy, xe của mình đen lên đen xuống luôn nè. Rồi, để xem coi. Còn một chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Một chiếc xe múc đất. Nó múc đất nè các bạn ơi. Mình sẽ để tạm ở đây luôn. Rồi, còn không các bạn ơi. Mình vẫn còn này. Apoteranodon. Hết rồi các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi của mình nha. Bây giờ mình sẽ nhặt bỏ hết vỏ rổ này nha. To hơn cái rổ của mình luôn. Một chiếc xe chở đất. Vastatosaurus. Một chiếc xe xúc đất. Nó có giá 25.000 luôn các bạn ơi. Một con gấu bắc cực màu trắng. Một con hà mã. Dimetrodon luôn nè các bạn. Papotelalodon. Một chiếc xe cứu hỏa. Megalodon. Một con gấu trúc và một con ngựa vằn. Vào rổ hết luôn nha. Đây là một con voi mammut này. Một con King Kong màu đen. Và cuối cùng con Chamsosaurus. Hết rồi các bạn ơi, đây bộ đồ chơi của mình hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.